và các bạn, tuần qua dư luận xôn xao khi tuổi trẻ giới thiệu dự thảo điều lệ trường tiểu học do Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra, trong đó có mô hình trường học mới VNEN. Điều ý thức quan nhất chính là việc quản lý lớp học với hội đồng tự quản học sinh, gồm có một chủ tịch, hai phó chủ tịch và các ban tham gia hội đồng. Mời quý vị đến với diễn đàn chủ nhật tuần này với nội dung Chủ tịch có hay hơn lớp trưởng không? mô hình gọi và gọi chủ tịch có gì khác có hay hơn lớp trưởng mấy chục năm qua hay không? Tuổi trẻ tiếp tục ghi nhận các ý kiến khác nhau về vấn đề này. Trước tiên là ý kiến của luật sư Trần Vũ Hải, đoàn luật sư Hà Nội như sau, tên gọi không quan trọng. Theo chương trình VNEN, hội đồng tự quản là một phần của mô hình học mới này. Tất cả các em trong lớp tạo thành hội đồng tự quản và bầu ra người có tín nhiệm nhất để điều hành hội đồng. Tên gọi người điều hành hội đồng là chủ tịch, không có gì là bất hợp lý cả. Theo tôi, do chúng ta quen gọi là lớp trưởng nên thấy chủ tịch hội đồng tự quản thì hơi ngạc nhiên. Đây là tư duy của người lớn, trong khi các em học tiểu học vẫn có thể chấp nhận tên chủ tịch hội đồng tự quản thay lớp trưởng. Cần hỏi chính xác các em về việc này, nhất là các em đã trải nghiệm chương trình VNEN. Tên gọi lớp trưởng hay chủ tịch không quá quan trọng, đừng lo vì cái tên gọi này mà các em sẽ hám danh. Mà cần mừng các em có ý thức xung quanh đảm nhận trọng trách, trọng trách trong lớp, nhưng thông qua tranh cử và thuyết phục bạn học học cách dân chủ các bạn học những cử tri tương lai sẽ giám sát chính chủ tịch có giữ lời như khi tranh cử hay không và sẽ không bầu tiếp khi bạn chủ tịch không tròn nhiệm vụ qua sinh hoạt học tập trong hội đồng tự quản các em sẽ năng động hơn tự chủ hơn khi ra xã hội theo tôi lớp người qua sinh hoạt hội đồng tự quản sẽ góp phần xây dựng một nước việt nam mới dân chủ và pháp quyền không phụ động như là các lớp lớn tuổi hiện nay ai thông minh hơn học sinh lớp 5 trò chơi đó chứng minh trẻ em luôn có tiềm năng hiểu biết và suy nghĩ hơn người lớn tiếp theo là ý kiến của ông nguyễn quốc vương nghiên cứu sinh giáo dục lịch sử tại đại học kamazawa nhật bản như sau sinh đừng chế mercedes thành công nông ở việt nam các từ chủ tịch phó chủ tịch vốn thường chỉ được sử dụng phổ biến trong thế giới người lớn tuy nhiên tôi cho rằng chuyện gọi chủ tịch hay là lớp trưởng không quan trọng ban đầu dẫu lạ thì dùng mãi cũng sẽ quen thôi trong trường học nước ngoài cách gọi này rất phổ biến vấn đề nằm ở chỗ việc thay đổi tên gọi cùng sự ra đời của hội đồng tự quản có phát huy được mục đích phát huy quyền làm chủ tinh thần tự giác của học sinh hay không bản chất của việc tồn tại các hội đồng tự quản ở nước ngoài có trường hợp gọi là ủy ban tự chỉnh chỉ tay là tạo điều kiện cho học sinh thực hành làm công dân dân chủ và người lãnh đạo dân chủ Giáo dục trường học tác động đến học sinh không chỉ thông qua chương trình giáo dục mà còn thông qua môi trường và các hoạt động khác. Chẳng hạn đời sống ở trường tiểu học Nhật Bản được tạo thành từ ba thành tố. Một là các môn giáo khoa, hai là giáo dục đạo đức và ba là hoạt động đặc biệt, nghỉ lễ trường học, hoạt động lớp, hoạt động câu lạc bộ. Giai trò của hội đồng tự quản hay chủ tịch thể hiện rõ nhất ở thành tố thứ ba nói trên. Vì vậy nếu muốn học sinh được trải nghiệm làm công dân dân chủ, nhà lãnh đạo dân chủ mà chỉ học theo nước ngoài bằng việc thay đổi hình thức thì cái khó đạt được thành công. Cách thức cải cách theo mô hình nước ngoài với lối tư duy, học hỏi có chọn lọc cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam phần lớn dẫn tới hành động chế Mercedes thành công nông. Nếu chỉ học cái giỏ bên ngoài mà gạt bỏ triết lý bản chất nền tảng của mô hình tiên tiến sẽ chỉ gây nên sự lãng phí và rối loạn. Chủ tịch hay là hội đồng tự quản cũng sẽ không làm học sinh có ý thức dân chủ cao hơn nếu như là vẫn còn tồn tại phương thức đánh giá, hạnh kiểm, đạo đức trong trường học và người giáo viên vẫn phải hàng ngày lo sợ với bao thứ từ cơm áo, gạo tiền, tới sổ sách, giấy tờ và những đợt thanh tra kiểm tra từ nhiều cấp. Ông Phạm Tất Thắng, Quỹ viên Thường trực Quỹ ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có ý kiến như sau. Hình thức hoàn toàn không phù hợp theo dự thảo điều lệ trường tiểu học sửa đổi thì lớp học có lớp trưởng, lớp phó hoặc chủ tịch phó, chủ tịch hội đồng cực quản học sinh. Theo tôi ở đây cách gọi chủ tịch là không phù hợp vì hai lý do. Thứ nhất, cách gọi lớp trưởng gần với trường học đã có từ rất lâu, đã trở thành một thói quen trong xã hội và trong các bạn học sinh, không cần thiết thay đổi thứ hai việc thay đổi như dự thảo nêu trên đề ra nói riêng về tên gọi chủ tịch không có giá trị về mặt nâng cao chất lượng dạy và học cũng như chất lượng hoạt động dưới mấy trường nói chung của học sinh chỉ là một thay đổi mang tính hình thức không phải vì trưởng lớp có một em học mà gọi được gọi là chủ tịch thì lớp học đó sẽ đạt được mục tiêu đề ra như dự thảo đã nêu gọi là lớp trưởng không ảnh hưởng gì đến việc phát huy quyền làm chủ của các em vấn đề quan trọng ở đây là thầy cô nghĩ ra cơ chế gì để học sinh phát huy được vai trò của các em nhiều hơn việc đó tốt hơn là thay đổi tên gọi mang tính hình thức theo tôi nên giữ cách gọi truyền thống lâu nay muốn phát huy vai trò của các em thì tạo điều kiện cho các em phát huy khả năng cá nhân nhiều hơn đó là cái khó làm còn đổi, đổi tên thì quá dễ đổi tên không nhằm mục đích gì thì không nên đổi đó là chưa kể đến việc đổi tên này có thể dẫn đến những phản ứng phụ không cần thiết Chúng ta biết rằng trong truyền thống, trong văn hóa của người Việt Nam thì cách gọi chủ tịch thường dành cho cương vị lãnh đạo của người lớn, không nên để trẻ em vì một lý do gì đó suy nghĩ về việc giữ vị trí quản lý, lãnh đạo hay là có quyền hơn các bạn khác. Tuyệt đối không nên để học sinh có suy nghĩ như vậy, về mặt giáo dục là không hay. Điều lệ trường tiểu học sửa đổi nên tập trung vào việc dạy của thầy cô sao cho đề nếp hơn, việc học của các em tích cực, tự giác và hăng say hơn, những thay đổi về hành thức thì là không cần thiết ông Phạm Ngọc Định, vụ trưởng vụ dụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục đào tạo có ý kiến được học. Mô hình bắt đầu từ những vùng khó khăn miền núi Colombia. Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam, VNEN, không phải là dự án vốn dai mà là dự án được tổ chức Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Toàn cầu Tài trợ Không Hoàn Lại, Quỹ Thác qua Ngân hàng Thế giới, World Bank. Cơ quan giảm giám sát là tổ chức UNESCO của Việt Nam cùng một số nhà tham gia tài trợ. Lúc đầu mô hình trường học mới được World Bank và UNESCO hỗ trợ để các chuyên gia giáo dục hàng đầu thế giới thiết kế cho các nước đang phát triển và được triển khai thành công đầu tiên ở Colombia, hiện nay đã được nhiều nước đang phát triển áp dụng. Chính vì vậy mà World Bank đã giới thiệu và hỗ trợ Việt Nam tham gia mô hình tại Colombia và đề xuất tổ chức quỹ hỗ trợ giáo dục toàn cầu, quỹ huy động từ nhiều nước phát triển khác nhau tài trợ cho Việt Nam nghiên cứu vận dụng khi nghiên cứu chúng tôi thấy điều kiện làm giáo dục của colombia có nhiều điểm tương đồng với việt nam nhất là những khó khăn về chất lượng giáo viên cơ sở vật chất nhà trường colombia đã khắc phục những khó khăn đó thành công qua mô hình trường học mới Chúng tôi thấy họ có nhiều cách làm hay, có những điều Việt Nam đã làm, có những điều Việt Nam nói đến nhiều mà chưa làm được. Chẳng hạn khi họ triển khai mô hình bắt đầu từ những vùng khó khăn, miền núi, thành công rồi mới mở rộng ra dùng thuận lợi trên tinh thần tự nguyện ái bến, gì mắt thấy tay nghe. Mô hình giáo dục này gắn liền với đời sống, làm học sinh hiểu biết và yêu mến, muốn đóng góp xây dựng quê hương của chính các em. Họ vui mừng báo cáo đã chặn được làn sóng cách đây hàng chục sau công nghiệp dùng muốn về thành phố rồi không có việc làm tìm hiểu sâu về mô hình, thấy rằng họ cũng vận dụng các thành tựu chung về giáo dục của nhân loại và mô hình và đưa ra cách làm thực hiện cho phù hợp với đất nước họ. Quan điểm về VNEN là nghiên cứu lựa chọn cách làm hay để vận dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam, đồng thời kết thừa những gì Việt Nam đã có để xây dựng mô hình phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Ngoài nghiên cứu mô hình của Colombia, VNEN cũng dựa vào những thành tựu khoa học giáo dục tiên tiến của thế giới, dựa trên quy luật nhận thức về những thành tựu tiên tiến của khoa học giáo dục, được thiết kế thành các bước chung cho các nội dung học tập và hoặc tổ chức. Chủ tịch Hội đồng lớp 1 trong tiếng Việt, người đứng đầu một tổ chức hành chính, một tổ chức xã hội, một dòng tộc được gọi là trưởng, quốc trưởng, bộ trưởng, ngoại dân, nhà trưởng, chỉ huy trưởng, hội trưởng, hội phụ huynh, tộc trưởng, tù trưởng, dân dân và dân dân. Vậy lớp trưởng là oai lắm rồi đó. Người đứng đầu một tổ chức hành chính, một tổ chức xã hội cũng được gọi là chủ tịch, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, chủ tịch mặt trận tổ quốc, chủ tịch tịch và chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội cựu chiến binh, chủ tịch hội nhà dân, dân dân và dân dân. hai từ chủ tịch và trường gần như đồng nghĩa nhưng được dùng phân bổ với nhau. Nghĩa là danh sơn nào dùng từ giáo dục tiên tiến không dùng từ chủ tịch và ngược lại. tuy nhiên cũng có trường hợp dùng cả hai chủ học và tỉnh trưởng, chủ tịch xã và xã trưởng. đây là dấu vết tên gọi theo những một tổ khác nhau trong nhiều trường hợp từ chủ tịch nghe cao sang hơn, trọng giọng gọi là tổ trưởng. Khi người đứng đầu một đơn vị bé bé, nhỏ nhỏ, con con thì người ta gọi là trưởng mà không gọi là chủ tịch. Toàn như đồng nghĩa đội trưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng, không ai thưa gọi là chủ tịch đoàn, biệt kích, chủ tịch đội, chủ tịch nhóm, chủ tịch lớp cả. Vậy thì ít nhất cũng có hai lý do để không gọi là chủ tịch hội đồng lớp 1. Một là tôn dinh những em hỉ mũi chưa sạch này sẽ khiến các em ảo tưởng bình cao hơn một bậc như là chí phèo từng ảo tưởng mỗi khi được bá kiến cho tiền. Chúng ta được những gì khi hình thành trong đầu óc non trẻ của một quan niệm tôn ti quyền tạo lập mất dân chủ này. Hay là để học sinh lớp 1 hiểu những từ chủ tịch, hội đồng, tự quản thì hoặc là phải dạy các em những khái niệm này, nghĩa là phải đào tạo lại phương pháp sư phạm, dạy từ khó đến dễ, hoặc là cứ trả chuyện hiểu về những từ này, nghĩa là chúng ta cổ suý phương pháp học vẹt, cứ tụng những gì từ ngữ mà chẳng cần hiểu làm gì cả. Sao không nghĩ ra những điều thực chất cho việc nâng cao chất lượng trong trường học mà cứ ngồi vẽ ra điều lệ rất hình thức hình của Colombia học có chức danh chủ tịch hội đồng lớp 1. Bài viết cho nhóm phóng viên báo tuổi trẻ ghi nhận và thực hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc báo của báo tuổi trẻ. Trọng. Trọng.